Đối Dũng xin chào khán giả Người Việt TV. Bắt đầu phần tin hôm nay là tin liên quan đến phái đoàn thượng nghị sĩ Mỹ thăm ba nhân vật đấu tranh. Bốn thượng nghị sĩ Mỹ đã gặp ba nhân vật đấu tranh dân chủ tại Việt Nam, trao đổi các vấn đề thúc đẩy nhân quyền bên cạnh những ưu tư về tranh chấp Biển Đông. Cuộc tiếp xúc đã diễn ra tại khách sạn Metropole Hà Nội sáng thứ Sáu 20 tháng Giêng giữa các thượng nghị sĩ John McCain, Joe Lieberman, Sheldon Whitehouse và Kelly Ayotte với luật sư Nguyễn Văn Đài, bác sĩ Phạm Hồng Sơn và luật sư Lê Quốc Quân. Hiện diện trong buổi tiếp xúc còn có đại sứ Mỹ tại Hà Nội ông David Shear và phụ tá của các thượng nghị sĩ. Trong cuộc nói chuyện điện thoại với báo Người Việt, luật sư Nguyễn Văn Đài cho hay hai bên đã trao đổi về tình trạng nhân quyền ở Việt Nam, nguyên nhân dẫn đến tình trạng nhân quyền rất xấu hiện nay và Quốc hội Hoa Kỳ có thể làm gì để giúp cải thiện tình trạng nhân quyền ở Việt Nam cũng như thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước ngày càng tốt đẹp. Ông Đài nhận xét là hai bên đã trao đổi chân tình và thẳng thắn mọi vấn đề. Các thượng nghị sĩ hứa sẽ quan tâm đến các kiến nghị của những người đấu tranh dân chủ và nhân quyền. Nhân dịp này, các thượng nghị sĩ Mỹ cũng cho hay họ đề cập đến vấn đề tranh chấp Biển Đông với các lãnh đạo Việt Nam. Được biết, phái đoàn thượng nghị sĩ Mỹ đã gặp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh. Ông McCain nói rằng Việt Nam hiện nay rất cần Hoa Kỳ và Hoa Kỳ cũng cần Việt Nam để giữ hòa bình và ổn định ở khu vực Á Châu-Thái Bình Dương. Sau cuộc tiếp xúc chỉ dài khoảng 45 phút vào buổi sáng, thì luật sư Đài đã bị công an bắt đi thẩm vấn vào buổi chiều suốt 3 tiếng đồng hồ, từ 5 giờ đến 8 giờ tối. Trước sự chống đối mạnh mẽ của cộng đồng Internet, lãnh tụ lưỡng viện Quốc hội Mỹ hôm thứ Sáu nói họ sẽ không có thêm hành động nào để chống lại nạn xâm phạm tác quyền ở trên mạng. Lãnh tụ khối đa số thượng viện, thượng nghị sĩ Harry Reid nói, ông đang hoãn lại cuộc biểu quyết thử dự trù sẽ diễn ra vào thứ Ba do những diễn tiến vừa xảy ra. Các diễn tiến đó gồm một thỉnh nguyện thư do Google vận động thu hút được 7 triệu người tham dự và trang mạng bách khoa từ điện mở Wikipedia tự bôi đen chọn một ngày. Dân biểu Lama Smith Cộng Hòa, tiểu bang Texas, chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện, lập tức tuyên bố sẽ hoãn lại một dự luật tương tự ở Hạ viện cho đến khi nào có một giải pháp được chấp thuận rộng rãi hơn. Dự luật bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ gọi tắt là PIPA của Thượng viện và dự luật chấm dứt xâm phạm các quyền trên mạng gọi tắt là SOPA của Hạ viện được sự ủng hộ mạnh mẽ của kỹ nghệ giải trí vốn bị thiệt thòi hàng tỷ đô la mỗi năm do việc sản xuất trí tuệ bị đánh cắp và mua bán hàng hóa giả mạo trên mạng. Tuy nhiên, hai dự luật này gặp phải sự chống đối mãnh liệt của những công ty có liên quan đến Internet vì họ lý luận rằng hậu quả sẽ dẫn đến việc Internet bị kiểm soát quá đáng, kể cả bị kiểm duyệt nữa. Nếu được thông qua, PIPA và SOPA sẽ cho phép Bộ Tư pháp và người giữ bản quyền được phép xin án lệnh tòa án truy tố các trang mạng nước ngoài về tội vi phạm tác quyền. Một trong năm người Mỹ mắc chứng tâm thần dưới hình thức nào đó trong năm 2010, theo một báo cáo do cơ quan điều hành chất gây nghiện gọi là Substance Abuse and Mental Health Services Administration công bố. Trong số này, 5% bị nặng đến mức gây cản trở sinh hoạt thường nhật như đi làm, đi học hoặc trong gia đình, theo tường thuật của đài truyền hình ABC. Phụ nữ bị tâm thần nhiều hơn đàn ông 23% so với 16.9%, trong khi người trưởng thành trẻ tuổi từ 18 đến 25 bị nhiều gấp đôi so với người trên 50 tuổi. Năm 2010 có khoảng 11.4 triệu người Mỹ bị tâm thần nghiêm trọng và 8.7 triệu người có ý nghĩ muốn tự tử. Trong số này có 2 triệu người thực hiện kế hoạch tự tử và khoảng 1 triệu người có dự tính. Gần 2 triệu thiếu niên chiếm khoảng 8% tổng số người tuổi vị thành niên từng trải qua thời kỳ khủng hoảng tinh thần trong năm 2010, có nghĩa là từng có ít nhất 2 tuần trong năm họ cảm thấy chán trường, không muốn tham gia vào sinh hoạt thường nhật. Báo cáo cho biết chỉ khoảng 60% số người này được chữa trị chứng tâm thần mỗi năm. Ngoài ra, chỉ có người da trắng và da đỏ cần đến sự giúp đỡ nhiều hơn người da đen, người gốc Latino và người gốc Á Châu. Báo cáo này dựa theo khảo cứu của 70.000 cuộc thăm dò về sức khỏe tâm thần và nạn nghiện trong giới trẻ và người tuổi trưởng thành. Lính cứu hỏa phải làm việc cật lực hôm thứ Sáu để ngăn chặn trận lửa rừng đang lan nhanh vào khu vực Reno, tiểu bang Nevada. Hiện đã thiêu hủy 26 căn nhà và khiến hàng ngàn người phải chạy lánh nạn. Giới chức thẩm quyền nói dự đoán thời tiết có mưa và tuyết sẽ giúp làm dịu bớt ngọn lửa, nhưng đồng thời lại gia tăng nguy cơ lụt lội ở những nơi bị lửa thiêu hủy. Ngọn lửa bắt đầu bùng phát sau trưa thứ Năm vì gió mạnh đến 82 dặm một giờ, lan rộng 6 dặm vuông trước khi lính cứu hỏa cố ngăn không để tiến vào Reno và 50% ngọn lửa đã được khống chế. Hiện chưa rõ nguyên nhân gây nên vụ cháy, chỉ được biết ngọn lửa khởi đầu ở một thung lũng nằm dọc theo xa lộ 395, hiện còn bị đóng vì sức nóng làm hư một số rào chắn.
hơn 10.000 người được khuyên nên rời khỏi nhà và 2.000 người khác đang phải thi hành lệnh di tản. Số người tham gia chống lửa lên đến 700 người, gồm nhân viên công lực, lính cứu hỏa California và binh lính thuộc lực lượng vệ binh quốc gia. Cho đến nay chỉ mới có một người chết, hiện đang chờ khám nghiệm tử thi để xem nguyên nhân, theo tin của trưởng cơ quan cứu hỏa Reno. Bản tin cuối ngày hôm nay là tin liên quan đến đại sứ Bắc Hàn tại Đức. Một số nhật báo Đức hôm thứ Sáu cho hay đại sứ Bắc Hàn tại Đức vừa bị bắt quả tang câu cá ở bờ sông thủ đô Đức mà không có giấy phép. Theo nguồn tin này, cảnh sát thấy một người đàn ông câu cá bên bờ sông Havel ở khu vực Tây Berlin và yêu cầu ông xuất trình giấy phép theo như đòi hỏi của luật câu cá ở Đức. Người này không đưa giấy tờ tùy thân hay giấy phép câu cá, do đó nhân viên cảnh sát thông báo với người này bằng tiếng Anh rằng ông đã phạm luật. Câu cá không có giấy phép ở Đức là tội có thể bị phạt vạ hay 2 năm tù ở. Người này chỉ cười khẩy, trả lời rằng ông là đại sứ Bắc Hàn, rồi sau đó tiếp tục câu cá theo tờ Berliner Morgenpost. Cảnh sát kiểm chứng và thấy người này đúng là Si Hongri, đại sứ Bắc Hàn ở Đức, và cảnh sát không có hành động nào khác vì ông được quyền đặc miễn ngoại giao. Một phát ngôn viên của nghiệp đoàn cảnh sát, ông Klaus Eserich, nói với tờ Berliner Morgenpost rằng các nhà ngoại giao phải biết làm gương, người dân không thể hiểu tại sao những người này phạm luật mà không bị phạt. Không hiểu rằng ông đại sứ muốn thay đổi món ăn chiều hay chỉ muốn giải trí, tờ Berliner Morgenpost đặt câu hỏi. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì theo dõi phần tin Người Việt TV ngày hôm nay. Xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới. Em vô cái trang mvepages.com hay là thương mại đó đây.com để tìm dễ hơn. Ồ, cảm ơn anh. mvepages.com và thương mại đó đây.com, hệ thống dữ liệu thương mại gốc Việt lớn nhất Hoa Kỳ. Cần tìm bác sĩ, nhà thuốc Tây Việt Nam, đi chơi xa cần tìm nhà hàng Việt Nam, cần mua bảo hiểm xe, bảo hiểm sức khỏe nhân thọ, cần đi chợ Việt Nam, hãy vào mvepages.com hoặc thương mại đó đây.com. Hơn 80.000 doanh nghiệp Việt, hơn 200 ngành dịch vụ trải rộng trên 800 thành phố Hoa Kỳ. Chương trình được đặt sẵn trên điện thoại iPhone, Android, iPad, rất thuận tiện để sử dụng. Mọi liên lạc quảng cáo xin gọi 714-892-9414.